Long ghi cho luôn hả? 230. Cho cái bút mà. Giao lão Bi. Giao chuyển khoản lão Bi. Chờ nó lão chuyển qua MB cho mình. Em hát thiệt đó hả Yên? Tính xong cao, em tính xong cao với chị thiệt đó hả? Nhà nhà anh Thuận có loa đúng không? Cho thay loa mà. Yên lấy gì em hát cho tắm đó. Con mà cái điên ghê mà nghe. Alo. Có em. Hả? Có em. Chị ở chỗ nào đấy? Chị đi nghỉ à? Không, chị ở 20 Tăng An 2 bên hông bệnh viện Vinmec cho em. Chuẩn có cơ sở đi nghỉ bỏ rồi. Ừ, chị không làm ở lên lấy nữa. Chị đi xuống chỗ nào đấy ạ? Chỗ bệnh viện Vinmec cho em, bệnh viện quốc tế á. Ngay chỗ Nguyễn Hữu Thọ 30/4 em. 20/2 em nha. Cái điện thoại này điên ghê á nghe. Chọc khoảng nó lé. 13 này ai dùng xong rồi kêu đơ hơn cái 12 đúng không? Chán luôn á. Ba thì mình cứ họ. Hết tiền chuyển khoản rồi. Không phải là hết tiền mà là à ngày này cho chuyển khoản được chừng nữa thôi à. 100 thôi. Đây là do mà Long lại chuyển qua nhau của Bi để hậu đi làm giấy tờ đó, cái tờ chuyển qua với tao nó hậu chuyển qua lại. Chờ chuyển 1.000 cũng không được nữa. Ngày mai mà nó mới chuyển được. Ngày mai chuyển được. Ừ. Ý là mai có 2 ngân hàng nữa. Vẫn còn tiền bên đây để chuyển mà. Dạ. Nãy quay nó được không đi? Cái này. Được mà. Đây đó là ấm rồi đó. Không mời hỏi cho ba. Được mà. Em làm chị nhiều thứ quá kìa. Chị muốn xỉu luôn này. Chị xong càng hết tiền mẹ. Vì đủ thứ này. Với lại do hàng ngày đã đưa rồi. Rồi nên trừ cũng trừ đó hết rồi. Mày chụp số 13 rồi kìa. Ý, em qua Nhật mấy người đâu em hát đi em kìa. Họ quánh em chị Sayo nó giỡn như bữa hôm qua các chị nó ta điên luôn á. Nó
lâu rồi mà lắm. Không được luôn, giờ trời vẫn còn. Lần đầu tiên đã giòn mắt. Chứ hồi trước giờ mà Loan có các ai bị như thế nào. Sáng sáng mà nhậu ra ra mà nhậu là biết sao. Họ sống họ yêu đời vui vẻ như ta. Sướng này, người họ sướng như mình đang người ta nói là đổ não. Mình áp lực nhiều quá. Mình đang lo nhiều cái quá cái lên. Lo có bị stress nặng, bị tinh thần bị khủng hoảng. Do nhiều người kỳ vọng vào mình phải cố thôi. Đúng rồi, lo cho nè, công việc nè, rồi đấy anh nói là lo nè gia đình con cái rồi chị em rồi ba mẹ bên đi bên kia rồi ta nói bà con rồi quanh quanh nữa. Cái lấy à, heo lại rồi cái lấy à. Tháng bự như vậy sao? Còn phi lơ chi? Cái lấy á ngủ nhiều mà. Ngủ à? Ừ. Không, mình ngủ tối lấy sáng đâu. Ngủ trưa ngủ đồ ngủ nào rồi đâu? 10 giờ ngủ là 6, 7 giờ dậy. 10 giờ ngủ là dễ sợ luôn. Loan toàn mấy bữa nay toàn 1 giờ không? 1, 2 giờ sáng ngủ. Làm nhiều việc quá đây nè. Chắc là sao vậy?
Mày thì đánh cái đầm, thì đánh cái rác, đầm rác xuống đầu. Mày chỉ có nghĩ là 10 đầm, 10 chứ mày đi đầm, hiểu không? Đi vậy, đi chơi vậy, đi đầm. Hình như đồng rương. Mà hình như dán đâu chặt heo được đâu mà, đúng không?